Ở lại mấy con vợ ơi, mấy con vợ thấy quả vụ của con vợ Hoài Linh vẫn luôn nhỉ. Công nhận cô Hoàng Gùi kinh thật. Cô Hoàng Gùi kinh đấy. Cô ấy là dạng theo kiểu là sự thật mà. Cây ngay không sợ chết đứng ấy. Nên là không bao giờ cờ lo, không bao giờ sợ gì cả. Sợ thật con vợ bịp đi mạ mày tài khoản ngân hàng luôn, con vợ bịp kinh thật. Con vợ chuyển phát 14 tỷ luôn. Đéo cho chuyển 14 tỷ, Vietcombank thẻ đen căng đét 3 đến 5 tỷ. Hình như là thế. Đéo có chuyện chuyển phát 14 tỷ hơi khó luôn. Con vợ bắt đào 14 tỏi thật sợ đất. Cái vấn đề là đéo còn biết là ông có cầm 14 tỷ, con vợ cầm 14 tỷ có ủng hộ hay không, nhưng mà con vợ im lìm thế là đéo được rồi. Con vợ kể cả đúng cũng thành sai, chịu lên đường luôn. Lên đường luôn. Hôm nay tôi đi ra ngoài, tôi bắn tôi ra ngoài, tôi săn giò ngoài nhá. Tôi không bắn bắn với anh em nữa, thử xem à. Em đâu có được top 3, bắn với anh em bắn hay lắm, đéo bắn được. Là mấy anh em có bắn không nhỉ? Con vợ chắc để chịu rồi. Thôi chờ con vợ và Hoài Linh lên tiếng thôi. Mình thì mình